Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Duộc và thành phố Tân An từ 0 giờ ngày 2 tháng 6 giãn cách xã hội cho đến khi có thông báo mới. Dừng tất cả các hoạt động hội hợp, sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các điểm công cộng. Cơ quan địa phương nào để xảy ra việc tập trung đông người thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường cũng thực hiện theo chỉ thị 15 trên CTTTG. Nhưng nới giảm việc giãn cách là các tuyến vận tải hành khách cố định công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng vẫn hoạt động bình thường nhưng phải phòng chống dịch theo quy định. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống giải khác chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo khẩn các chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện phối hợp thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh khẩn trương rà soát, xác định danh sách tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân từ vùng dịch về Long An trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 để chỉ đạo tổ chức cách ly tại nhà theo quy định. Sở Y tế Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm PCR đối với tất cả các trường hợp này. Dựng kế hoạch việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho các địa phương, bảo đảm nhanh kịp thời chính xác.